Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Và chúc năm mới đúng không? Happy birthday and happy new year. Phải đấy nhé, nào phải nào. Phải đấy nào. Bước sang năm mới, mẹ con nó mạnh khỏe để làm ăn phát tài phát lộc, gặp mọi sự may mắn. Chúc khỏe với bố là sang năm mới là sức khỏe. Sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Yeah. Cô cả ngồi đây hóng Kim Chi không biết gì. Nào chưa đến phần máy đâu, cô cái ơi. Ngồi xuống đáng tí cho bà mình tuổi, ngồi xuống. Cô cái ơi. Chưa đến phần máy đâu. Chứ gì ngồi hóng phết đuôi rồi. Nào đấy, chưa gì cũng đã cắn vào lì xì rồi. Ngồi xuống. Hay. Bà Kim Chi đến ngủ ấy. Ngồi xuống. Tí nữa không phải. Đây, bước sang năm mới thì mẹ chúc con mạnh khỏe thì thành đạt trong mọi lĩnh vực, có người yêu. Vâng, cảm ơn. Năm mới cũng chúc bố mẹ dồi dào sức khỏe, luôn luôn vui vẻ yêu đời. Đây, sang năm mới bà, sang năm mới bà ngồi yên, lại ngồi yên lại. Sang năm mới được mạnh khỏe để ngoan ngoãn nghe lời của chủ rồi á. Chơi bời vui vẻ để ăn no trong nhớ này bà cho hai cái này thì một miếng giò với một nấy thì giờ củ cải nấy gì giò với bao lì xì củ cải nấy gì tay đâu rồi tay đâu đấy lấy giò à nào giò đây. ngồi xuống bà cho ăn mẹ đào tay xem nào đây đây giờ bà ngồi yên ngồi yên cái giò với lì xì củ cải nấy gì à lấy giò thì giò ăn đi. Đây, ba mừng tuổi cả bao lì xì đấy nhé. Đây mừng tuổi cả của cải cả hai, cả giò thì giò của cái ăn rồi đây còn mừng tuổi bao lì xì đây. Đây của cái cầm đấy. Cầm đấy rồi đấy là kim chi đâu rồi. Cầm đấy. Nào. Cầm đấy. Nào đây cầm đấy nào. Rồi cầm đấy. Đây là kim chi đây này. Kim chi. Rồi cái nào ngồi xuống nào, có lì xì rồi nhá. Lì xì phải hồ một xúc xích nha. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Sang năm mới bà chúc Kim Chi hay ăn giống nhớ thì ngoan ngoãn nghe lời chủ nhé. Đây là miếng giò, đây là lì xì. Đây đấy, Kim Chi lấy cái gì? Tay đâu? ăn giò đâu? Ăn giò lắm. Mày có lì xì đây rồi, tí một giò cho. Đây. Đây thôi, bà mừng tuổi giò này bà đang mừng tuổi cả bao lì xì nữa đây cả bà mừng tuổi cả hai rồi cầm đấy đây. Để ăn xong á kêu chi cả ăn nhanh đấy ăn nhanh đây bà mừng tuổi cả hai nhé hay ăn giống nhớt đấy bao lì xì đây cầm đấy mang đây cầm đấy để mua xúc xích cầm đấy lì xì không lấy cầm đấy xúc xích củ cải đến cầm hộ em rồi mang đây Mang đi cắn, củ cải, cắn. Xé ra. Ông chưa chỉ ông xé bao lì xì rồi. Bao lì xì có bao nhiêu nào? Đấy, hai em trong nhớ. Ôi, bao lì xì có 30.000 là được một gói xúc xích rồi nhá. Ăn thế thôi. Bà có. Ê, cái. Con lì xì rồi nhá, tha hồ mua xúc xích nhá. Củ cải. Rồi bây giờ đến lượt tao lì xì cho mày và Kim Chi, nhớ chưa? Của mày một tờ, của Kim Chi một tờ. Đây, nhìn nào. Củ cái 500.000 đâu? Nhìn nào, 500.000 đâu? Nào, nhìn nào, 500.000 đâu? Có biết 500.000 đâu? Rồi, ok, giỏi, 50.000 đâu? Rồi, ok, giỏi lắm. Đây, thế nhá. Cái nào? 500.000 đâu? Rồi 50.000 đâu? Rồi giỏi. Đây, của mày một tờ, của Kim Chi một tờ. Mày lấy tờ nào? Ta lì xì cho mỗi đứa một tờ. Của mày, mày sẽ lấy tờ nào? Kim Chi, của cái 50.000 à? Sao đợt này lấy ít thế hả? Rồi, của Kim Chi tờ nào? Ôi, đợt này viết nhường nhịn nè hả? Được rồi, giỏi lắm. Mày tí cho mình tưởng 50.000.
Kim Chi rồi, ngồi dậy, Kim Chi, ngồi dậy nào. Hỏi Kim Chi cho nhá. Hỏi Kim Chi xem Kim Chi có biết không nhá. Hỏi Kim Chi xem Kim Chi biết nào, Kim Chi ơi. Nào Kim Chi, như nào, 500 nghìn đâu? Bắt tay nó, không phải chỉ. Kim Chi, 500 nghìn đâu? Kim Chi như nào, 500 nghìn đâu? Kim Chi, 500 nghìn đâu? Giỏi đấy, được rồi. Rồi, 50 nghìn đâu? Kim Chi nào? 50 nghìn đâu? 50 nghìn đâu? 50 nghìn đâu, Kim Chi? 50 nghìn đâu, Kim Chi? Tay 50 nghìn đâu? Chỉ tay 50 nghìn. Kim Chi, nào? 50 nghìn đâu? Đúng rồi, giỏi. Kim Chi ơi, đấy nha. Kim Chi lấy tờ nào? Lì xì cục vải một tờ, Kim Chi một tờ, Kim Chi lấy tờ nào? Kim Chi? Kim Chi lấy tờ nào? Cắn tờ 500 đây, lì của máy đây. À, của cái đây, lì xì. Giờ đừng nuốt nhé. Chúc mừng sinh nhật nào, của cái ơi. Hôm nay sinh nhật mình. À, cái ơi, cười tươi lên nào. Sinh nhật tao mà mày mặt mày buồn thiu thế hả mày? Nào, hát nào. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật và chúc mừng năm mới. Thổi đến nào, thổi đến. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật. Và chúc mừng năm mới đúng không? À, chúc mừng quá thật đấy. Happy birthday and happy new year. Thổi nến nha. Nào, cái nào. Thổi nến nè. Chúc mừng sinh nhật. Yeah, rồi. Tiếp theo là tiết mục ăn bánh chưng và ăn giò. Ngồi xuống Kim Chi nào. Đội ăn làm hàng nào, ăn kẹo không? Thôi không ăn kẹo, ăn giò rồi nhé. Nào ăn giò đây. Chúc mừng sinh nhật. Yeah, rồi. Chúc mừng sinh nhật nào. Đây, cho chia cho hai nữa. Nào, ăn đi. Kim Chi nào, ăn đi. Đấy, sinh nhật tao nhé. Thôi bỏ mũ ra đi. Cái mũ này là nay mình tự chế ra. Cũng chẳng chuẩn bị được gì. Sinh nhật đúng mùng 1 Tết. Nào. Thôi nào. Nhá ra, không cắn. Mày có đội đâu? Không đội nữa nha, thôi bỏ ra. Để lên đây. Cậu cải uống bia không? Chúc sinh nhật. Uống bia không? Cái chi uống bia không? Chúc mừng sinh nhật tao nha. Ăn bánh sinh nhật đây. Đặc biệt. Ôi, sao lại cắt chéo này? Anh cắt đây.
kẹo không? Nào, nói chúc mừng sinh nhật. Chị nào, đây, ăn đi. Sao cái mũ lệch rồi này? Bắt tay đâu nào Kim Chi, nào bắt tay không à? Người gì nào bắt tay Kim Chi, bắt tay nữa, tay đâu nào Kim Chi, bắt tay Kim Chi, bắt tay nào, đây bắt tay nữa, bắt tay Kim Chi. Người đi chứ. Cô gái bắt tay rồi rồi, cái gì nào ăn đi. To cái không thơm nhẹ. Mày ăn được đi. Mày ăn rồi thôi. Mày đi.